Là một người có kinh nghiệm lâu năm trong việc chế biến các đồ chay thì chị có thể chia sẻ cho khán giả biết như thế nào là ăn chay đúng cách được không ạ? Ăn chay đúng cách, chúng ta cần ăn 3 bữa chính trong ngày. Trong 3 bữa chính đấy, chúng ta phải cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, phải có các nhóm chất sau đây. Các bạn cần có bột đường, dầu, đạm và rau trái. Để đảm bảo sức khỏe, chúng ta cần phải thay đổi thực phẩm ăn hàng ngày để cho không cảm thấy nhàm chán. Vâng, và trong chương trình Khỏe đẹp mỗi ngày hôm nay thì chị sẽ giới thiệu với khán giả cách chế biến đồ ăn như thế nào cho đúng cách và đảm bảo dinh dưỡng được không ạ? Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn quý vị khán giả làm món đậu cuốn rong biển và món rau xào thập cẩm. Trong món hai món này các bạn có thể cung cấp được chất xơ, vitamin, chất đạm và canxi, chất sắt để phục vụ cho bữa ăn trong ngày của các bạn. Vâng. Để thực hiện món này chúng ta cần có các nguyên liệu sau đây. Đầu tiên các bạn cần có 5 bìa đậu hũ, rong biển gồm 2 lá, một chút bột canh chiết xuất từ nấm, một chút tiêu bắc và dầu ăn. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn cách làm món này. Đầu tiên đậu hũ các bạn cần phải xa cắt để quấn vào lá rong biển. Rong biển chúng ta cũng cắt giống như là đậu. Món này chúng ta cần phải cho một chút gia vị vào trong đậu để cho đậm đà hơn. Chúng ta cho bột canh và tiêu trộn đều lên. Đặt lá rong biển như thế này, xong rồi chúng ta đặt miếng đậu hũ lên. Ta cho một chút bột canh và tiêu, canh nấm và tiêu, cuộn tròn lại. Chờ dầu già, chúng ta sẽ cho đậu cuốn rong biển vào chiên vàng. Chiên vàng giòn ăn sẽ ngon. Và đây là món đậu hũ cuốn rong biển tôi vừa hướng dẫn quý vị làm xong. Vâng, cũng khá là dễ làm đấy thưa quý vị. Và bây giờ thì chị có thể hướng dẫn quý vị khán giả thực hiện thêm món thứ hai được không ạ? Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn quý vị làm món rau xào thập cẩm. Súp lơ chúng ta phải xắt nhỏ ra, tức là chẻ ra để cho nó nhanh chín và ăn nó sẽ vừa hơn. Ta cho một muỗng dầu nhỏ. Dầu sôi chúng ta sẽ cho hành và phi vàng. Đầu tiên các bạn phải cho nấm để xào nấm qua một chút. Rồi chúng ta sẽ cho súp lơ trắng này. Và chúng ta cho một chút xíu gia vị nước. Rau cần chúng ta sẽ nêm sau cùng để cho món rau xào có hương vị thơm. Với món ăn này thì có những thành phần dinh dưỡng nào ở đây hả chị? Có thành phần dinh dưỡng là chất đạm, chất xơ và các vitamin. Rất thích hợp để mình ăn hàng ngày. Và đây là món rau xào thập cẩm chúng ta vừa hoàn thành xong. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là vừa rồi chúng ta đã được đầu bếp Lê Nga hướng dẫn thực hiện các món ăn rất là đơn giản, dễ làm, ngon miệng, ngon mắt. Đó là món rau xào thập cẩm và món đậu cuốn rong biển chiên. Rất cảm ơn chị đã tham gia chương trình của chúng tôi. Chào bà. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video này. Hãy đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận thông báo sớm nhất cho những video tiếp theo. Liên hệ hotline 0866 218 788 hoặc để lại số điện thoại để nhận tư vấn miễn phí bởi chuyên gia Nutri An Can. Truy cập website nutriancan.com.vn để biết thêm chi tiết. Nutri An Can, thực dưỡng miễn dịch đầu tiên tại Việt Nam.